Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc chiều ngày 6 tháng 7, kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn, trả lời ý kiến, kiến nghị những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm. Mở đầu phiên chất vấn, nhiều đại biểu đã đặt câu hỏi với người đứng đầu ngành giao thông vận tải về trách nhiệm quản lý của ngành đối với nhiều vấn đề như một số dự án do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, triển khai còn chậm, tình trạng xe quá khổ, quá tải lưu thông gây hư hỏng xuống cấp nhiều tuyến đường, đặc biệt là tuyến quốc lộ 2D hay còn gọi là đường Hoàng Thi đi qua địa phận huyện Yên Bình. Qua ý kiến phản ánh của cử tri, hiện nay tuyến đường Hoàng Thi đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều đoạn đường bị nứt, vỡ nền đường, nhiều xe tải trọng lớn chở quá khổ, quá tải gây mất an toàn giao thông, gây ô nhiễm môi trường. Cử tri đã gửi kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Với trách nhiệm của ngành, đề nghị đồng chí cho biết giải pháp để khắc phục tình trạng trên trong thời gian tới. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng đã cho phép Sở Vận tải được thực hiện bước chuẩn bị đầu tư dự án sửa chữa tại quyết định số 2575 ngày 15 tháng 6 năm 2022 với kinh phí dự kiến là khoảng 60 tỷ đồng. Hiện nay thì Sở Giao thông Vận tải đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và theo lộ trình thì trong tháng 7 chúng tôi sẽ chuẩn bị xong và cố gắng sẽ đảm bảo phê duyệt trong tháng 7. Và theo tiến độ chỉ đạo của Tổng cục thì chúng tôi cũng đã xây dựng tiến độ và cam kết với Bộ là trong quý 4 cũng sẽ khởi công 12,6 km này. Như vậy thì với việc bảo trì thường xuyên cũng như là đột xuất cấp bách thì trong năm 2022 chúng ta đang làm là 4,7 km và tiếp tục quý 4 là khởi công 12,6 km. Như vậy thì cơ bản toàn bộ tuyến đường, những vị trí hỏng là sẽ được sửa chữa. Cũng liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải và an ninh trật tự, một số đại biểu đã chất vấn Giám đốc Công an tỉnh về vấn đề xe quá khổ, quá tải, hoạt động gây mất an toàn giao thông, làm hư hỏng nhiều tuyến đường như tỉnh lộ 166, đoạn qua xã Âu Lâu, tuyến quốc lộ 70. Qua ý kiến phản ánh của cử tri về tình trạng các xe chở đất, vật liệu xây dựng quá khổ, quá tải, lưu thông rất nhiều trên tuyến đường tỉnh lộ 166, đoạn qua xã Âu Lâu, đường quốc lộ 70 gây bụi bẩn, ô nhiễm môi trường, mặt đường xuống cấp và mất an toàn giao thông. Đề nghị Công an tỉnh cho biết trách nhiệm và giải pháp của ngành khắc phục tình trạng trên trong thời gian tới. Xin tiếp thu ý kiến các cử tri cũng như là ý kiến của đại biểu Vũ Minh Nghĩa. Chúng tôi sẽ không có cách nào khác là phải tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm thật nghiêm trên tinh thần là thượng tôn pháp luật. Bất kể người đó là ai, bất kể trường hợp nào đã vi phạm là phải xử lý. Tôi là với tư cách là giám đốc, tôi luôn luôn chỉ đạo là như thế, không có ngại ngần gì cả, không có sợ đụng chạm, không có sợ gì cả, cứ vi phạm là xử lý và xử lý theo đúng luật. Trường hợp là tái phạm là xử lý kịch khung, kịch trần để răn đe. Tuy nhiên thì báo cáo với hội đồng là xử lý việc vấn đề này thì tôi nghĩ rằng là với chỉ có lực lượng giao thông của Sở Giao thông Vận tải hay lực lượng công an thì không đủ khả năng để giải quyết triệt để được. Cái này cũng rất là mong sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp, của các ngành. Chúng ta cũng phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân, đồng thời là cấp ủy, chính quyền địa phương cũng phải chỉ đạo các ngành ở địa phương mình để tổ chức quán triệt, nhắc nhở, thậm chí xử lý ngay những trường hợp mà các điểm mỏ, khu nơi khai thác là không được xử lý dùng xe quá khổ quá tải. Chúng ta phải từ tổng hợp, đồng bộ và tạo ra một cái như kiểu là một cái dư luận lên án chung của xã hội. Chúng ta không chấp nhận cái hành vi ấy, chúng ta không chung sống với cái hành vi ấy, thì tôi nghĩ rằng mới xử lý triệt để được. Liên quan đến việc tuyển dụng viên chức, một số đại biểu cho rằng tại các huyện vùng cao của tỉnh hiện còn thiếu giáo viên, nhất là bộ môn tin học và tiếng Anh. Về vấn đề này, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Văn Trọng đã cho biết một số giải pháp sẽ tham mưu cho tỉnh trong thời gian tới. Tăng giáo viên tiếng Anh từ các huyện, thị xã, thành phố lên hỗ trợ cho hai huyện Trạm Tấu, Mù Căng Chải theo hình thức là biệt phái. Dự kiến biệt phái 9 giáo viên tiếng Anh lên hỗ trợ cho huyện Mù Căng Chải và 6 giáo viên môn tiếng Anh nên hỗ trợ cho huyện Trạm Tấu. Đào tạo bồi dưỡng giáo viên dạy môn tin học cho số giáo viên từ các bộ môn khác của các đơn vị còn thiếu giáo viên tin học để khắc phục trước mắt. Phối hợp với ngành tài chính tham mưu cho tỉnh để xây dựng cái định mức phù hợp
để phân bổ ngân sách cho số giáo viên còn thiếu môn tin học, môn tiếng Anh để các đơn vị chủ động thuê giáo viên giảng dạy trong thời gian còn thiếu giáo viên ở hai môn học này. Liên quan đến lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường, nhiều đại biểu đã chất vấn Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh về việc tại một số địa phương, người dân tự ý chuyển nhượng đất nông nghiệp trái phép, tình trạng khai thác cát sỏi trái phép, nhất là tại thành phố Yên Bái, gây tiếng ồn và nguy cơ sạt lở bờ sông. Vấn đề ô nhiễm môi trường do các trang trại nuôi lợn tại xã Đông An, tiến độ thực hiện của hàng trăm dự án cần thu hồi đất tỷ lệ đạt thấp. Qua ý kiến của người dân sinh sống ở khu vực gần trang trại chuyên nuôi lợn tại xã Đông An, huyện Văn Yên, rất bức xúc về tình trạng gây ô nhiễm môi trường của trang trại, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của người dân, đề nghị Giám đốc Sở cho biết trách nhiệm và giải pháp của ngành để giải quyết dứt điểm tình trạng trên. Qua kiểm tra bước đầu thì đoàn cũng xác định nguyên nhân gây mùi hôi thì do chủ trang trại không thực hiện đúng và đầy đủ công trình biện pháp bảo vệ môi trường như đã cam kết trong báo cáo DTM, đó là báo cáo đánh giá tác động môi trường. Vệ sinh chuồng trại không đảm bảo yêu cầu và chưa thường xuyên phun chế phẩm khử mùi và chưa có biện pháp che chắn làm giảm che chắn để cản gió và giảm thiểu phát tán mùi hôi xung quanh, và đầu tư công trình xử lý nước thải thì chưa đảm bảo đúng thiết kế. Thế và trên cơ sở đó thì đoàn kiểm tra cũng đã làm thêm một cái việc là lấy nước xả thải, thế và đang gửi phân tích. Thì trên cơ sở như vậy thì với cái vi phạm như vậy và với kết quả phân tích nước thì chúng tôi sẽ lập biên bản để xử lý vi phạm theo đúng cái quy định của pháp luật. Qua ý kiến phản ánh của cử tri, hiện nay tình trạng khai thác cát, sỏi vẫn còn diễn ra tại một số địa phương và nhất là trên địa bàn thành phố Yên Bái, địa phận phường Hợp Minh và phường Nguyễn Phúc gây tiếng ồn và nguy cơ sạt lở bờ sông. Đề nghị Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết trách nhiệm và giải pháp của ngành để giải quyết triệt để tình trạng trên trong thời gian tới. Khu vực phường Hợp Minh và phường Nguyễn Phúc thì không có cái mỏ cát nào, cát sỏi nào mà được phép khai thác. Tuy nhiên thì chúng tôi xin tiếp thu ý kiến của đại biểu Dương Trung Kiên và chúng tôi sẽ phối hợp với Ủy ban dân thành phố Yên Bái để vậy tiến hành kiểm tra. Vì cũng báo cáo thêm là với cái quy định thì cái việc quản lý khai thác khoáng sản chưa khai thác thì thuộc trách nhiệm chính là ở chính quyền. Và tuy nhiên thì Sở Tài nguyên Môi trường chúng tôi sẽ phối hợp và hướng dẫn, cũng như là ý kiến đồng chí Giám đốc Công an là nếu chỉ riêng lực lượng cảnh sát giao thông thì có lẽ là rất khó. Thì chúng tôi thì với cái lực lượng chỉ có 5 cán bộ thôi thì chúng tôi chỉ có là phối hợp hướng dẫn và cùng với Ủy ban dân cấp xã cấp phường để vậy triển khai để chấn chỉnh cái việc này và xin tiếp thu ý kiến của đại biểu. Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành liên quan cũng đã giải trình, làm rõ thực trạng và đề xuất các giải pháp về phát triển công nghiệp tỉnh Yên Bái theo hướng bền vững, hiệu quả và thân thiện với môi trường giai đoạn 2021-2025, việc đảm bảo cung ứng thuốc đầy đủ, kịp thời, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine COVID-19 mũi nhắc lại lần 2, giải pháp của ngành y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh trước biến thể phụ mới xâm nhập. Thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã tiếp thu và giải trình làm rõ thêm một số vấn đề mà các đại biểu cử tri và nhân dân quan tâm liên quan đến việc thực hiện các mục tiêu theo nghị quyết số 67 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, duy trì phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng và chuyển đổi số, đảm bảo cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Qua đánh giá, chúng ta phấn khởi thấy rằng mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn, song tình hình kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm có nhiều khởi sắc, đạt được nhiều kết quả khá toàn diện. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn GDP 6 tháng là đạt 7,57%. Đứng thứ 7 trong khu vực và đứng thứ 25 toàn quốc, cao hơn 0,29 điểm phần trăm so với kịch bản tăng trưởng. Và trong 12 chỉ tiêu có số liệu đánh giá thì có 7 chỉ tiêu là đạt trên 50% kế hoạch.
một số chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu duy trì ở mức tăng trưởng khá và công tác phòng chống dịch COVID-19, phòng chống dịch bệnh được triển khai quyết liệt hiệu quả. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được quan tâm. Các hoạt động du lịch, dịch vụ được mở cửa trở lại gắn với lại công tác phòng chống dịch và chúng ta cũng thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Quốc phòng an ninh được giữ vững, không để xảy ra những vụ việc phức tạp trên địa bàn. Tuy nhiên, thì qua phần thảo luận vẫn còn có ý kiến băn khoăn của các đại biểu liên quan đến các kết quả đã đạt được trong 6 tháng như là 5 trên 12 chỉ tiêu được đánh giá là đạt dưới 50% kế hoạch. Một số chỉ tiêu đạt thấp so với cùng kỳ và vấn đề đặt ra là 6 tháng cuối năm tốc độ tăng tổng sản phẩm của chúng ta phải đạt tối thiểu là 7,45% để đạt được mức tăng trưởng cả năm là 7,5%. Ủy ban dân tỉnh nghiêm túc tiếp thu ý kiến của đại biểu và sau kỳ họp, Ủy ban dân tỉnh cũng sẽ tập trung chỉ đạo triển khai 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để đảm bảo hoàn thành toàn diện các cái chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 2022. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cũng làm rõ một số vấn đề về đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng và chuyển đổi số, giảm nghèo bền vững, việc rà soát các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội còn thấp, chưa đạt kế hoạch, tiếp tục triển khai các đề án chính sách đã được ban hành, thường xuyên rà soát kịp thời, đề xuất ban hành mới, điều chỉnh, bổ sung các chính sách đảm bảo phù hợp với thực tiễn. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cũng làm rõ thêm những nội dung mà được nhiều cử tri quan tâm. Liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, giải ngân vốn đầu tư công, công tác quản lý đất đai, môi trường, đặc biệt là tại các cơ sở khai thác khoáng sản, về sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện theo kế hoạch số 57 của tỉnh ủy, về thực hiện nghị quyết 18, nghị quyết 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2022 và nhiều nội dung quan trọng khác. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19 đã thành công tốt đẹp. 11 nghị quyết trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội và về chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2023 đã được thông qua với tỷ lệ tán thành cao. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua các nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung một số chính sách hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Điều chỉnh, bổ sung quy định các khoản thu, dịch vụ, phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Ban hành mức thu học phí hàng năm đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2022-2023. Đây là những chính sách quy định ảnh hưởng sâu rộng đến cuộc sống của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, tại kỳ họp này, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, tham gia đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng đối với các tờ trình báo cáo trình kỳ họp, đề xuất nhiều nhiệm vụ giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành các cấp thực hiện quyết liệt các giải pháp làm cơ sở để Hội đồng Nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân. Kính thưa các vị đại biểu, thưa cử tri và nhân dân, Hội đồng Nhân dân đã dành thời gian để nghe và thảo luận báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, xem xét các báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, các báo cáo chuyên đề về kết quả thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Hội đồng Nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm, ủng hộ quý báu của cử tri và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, ghi nhận những ý kiến kiến nghị đầy tâm huyết, trách nhiệm của cử tri và nhân dân. Ngay sau kỳ họp này, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng và các địa phương tập trung giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân. Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã dành thời gian hợp lý để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn với cái không khí hết sức dân chủ, sôi nổi, trách nhiệm cao, góp phần phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân gửi tới Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đây là kênh thông tin quan trọng
để Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành địa phương nghiên cứu tiếp tục cải tiến phương pháp chỉ đạo điều hành, nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp. Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp đề ra tại báo cáo giám sát kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri, đồng thời khẩn trương rà soát giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn động hoặc cử tri kiến nghị nhiều lần, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cử tri và của nhân dân. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đề nghị ngay sau kỳ họp này, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan trong bộ máy nhà nước từ tỉnh đến cơ sở, các tổ đại biểu, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết vừa được thông qua gắn với thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá để phát huy những mặt tích cực và kịp thời khắc phục những bất cập, hạn chế. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng mong muốn các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tham gia tích cực, chủ động hơn nữa trong các hoạt động của Hội đồng Nhân dân, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri và nhân dân, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, tạo sức lan tỏa về nội dung của kỳ họp, cổ vũ vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung sức cùng với cấp ủy, chính quyền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của năm 2022. Kính thưa các vị đại biểu, thưa cử tri và nhân dân, kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thành công tốt đẹp. Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các cơ quan liên quan đã chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo các nội dung của kỳ họp. Trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí của Trung ương và của tỉnh đã tích cực đưa tin tuyên truyền, tạo điều kiện để nhân dân, các dân tộc trong tỉnh theo dõi, giám sát hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, thay mặt cho Hội đồng Nhân dân tỉnh, tôi xin gửi đến các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang, nhân dân, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, các cựu chiến binh, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, lời thăm hỏi ân cần, lời tri ân sâu sắc nhất. Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19. Chúc quý vị đại biểu, cán bộ, chiến sĩ, đồng bào và cử tri trong tỉnh sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Xin chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 7, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác nội vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 6 tháng đầu năm 2022, toàn ngành nội vụ đã tập trung bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để cụ thể hóa các quan điểm, đường lối, định hướng theo nghị quyết 13 của Đảng nhằm hoàn thiện hệ thống thể chế, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, công khai, minh bạch. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy các bộ ngành đảm bảo tinh gọn, hiệu lực hiệu quả. Công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt từ trung ương đến địa phương, đáp ứng tiến trình xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số. Theo thống kê, đến quý 2 năm 2022, số dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4 đạt 86% so với năm 2020. Qua đó nâng cao chỉ số hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Cùng với đó, công tác thi đua khen thưởng lĩnh vực văn thư, lưu trữ, công tác quản lý hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ, công tác thanh niên, đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học cũng đạt nhiều kết quả toàn diện, đóng góp thiết thực vào việc nâng cao chất lượng quản lý nhà nước của bộ, ngành nội vụ. Tỉnh Yên Bái được đánh giá là một trong những địa phương tiêu biểu trong sắp xếp tổ chức bộ máy và biên chế. Ngay từ đầu năm, ngành nội vụ Yên Bái đã tham mưu cho tỉnh chỉ đạo quyết liệt việc củng cố, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan đơn vị trong tỉnh. Trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Giao biên chế công chức hành chính, biên chế các hội có tính chất đặc thù. Cùng với công tác tổ chức bộ máy và biên chế, công tác tín ngưỡng tôn giáo, công tác thanh niên của tỉnh Yên Bái được đánh giá là địa phương tiêu biểu. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung kiến nghị đề xuất một số giải pháp
nhằm nâng cao chất lượng công tác nội vụ để hoàn thành mục tiêu năm 2022 đã đề ra. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ghi nhận những kết quả nổi bật của ngành nội vụ trong 6 tháng đầu năm 2022, đồng thời đề nghị ngành nội vụ cần tập trung cao, quyết liệt trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, ban hành kịp thời các thông tư hướng dẫn để tháo gỡ khó khăn cho các địa phương, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ từ trung ương đến địa phương, tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng, đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra pháp chế của ngành. Đồng thời cần triển khai có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, phối hợp thực hiện công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực văn thư lưu trữ và tổ chức tốt hội nghị những người đứng đầu của nền công vụ ASEAN và ASEAN Cộng 3. Ngày 6 tháng 7, Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị hợp tác về đào tạo, cung ứng lao động với các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp. Tại hội nghị, 25 doanh nghiệp trong và ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong đào tạo, cung ứng lao động với Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái. Trong đó tập trung vào việc đào tạo theo địa chỉ của doanh nghiệp ở các hệ đào tạo khác nhau, hỗ trợ nhà trường xây dựng khung chương trình, giáo trình đào tạo, tiếp nhận học sinh, sinh viên đến thực tập và làm việc sau khi tốt nghiệp, cũng như chuyển giao hỗ trợ đào tạo công nghệ mới cho giáo viên nhà trường. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp cũng đã cung cấp thông tin về chủ trương chính sách của nhà nước, của tỉnh về đào tạo nghề, hợp tác đào tạo nghề, nhu cầu tuyển dụng học sinh, sinh viên được đào tạo, có tay nghề vào làm việc trong các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp. Hiện nay, Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái đang triển khai đào tạo các hệ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp thuộc nhiều lĩnh vực theo nhu cầu của doanh nghiệp, với cấp độ quốc tế ASEAN và cấp độ quốc gia, liên doanh liên kết đào tạo hệ đại học, trên đại học và hợp tác quốc tế, chuyển giao khoa học kỹ thuật. Với đội ngũ giảng viên có trình độ, xưởng thực hành đạt tiêu chuẩn, nhiều sinh viên của nhà trường cũng đạt giải cao trong các cuộc thi tay nghề. Hàng năm, nhà trường tuyển sinh trên 2.600 học sinh sinh viên các hệ đào tạo. Thông qua việc hợp tác đào tạo và cung ứng lao động sẽ nâng cao chất lượng, đáp ứng với nhu cầu tuyển dụng lao động có tay nghề của các doanh nghiệp trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 77 năm, tại Chùa Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, đội du kích Âu Cơ, tiền thân của lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái ra đời. Ngày 6 tháng 7 năm 1945, một cuộc hội quân lịch sử tiến vào giải phóng Châu Văn Chấn, thành lập chính quyền cách mạng cấp huyện đầu tiên của khu vực Tây Bắc, mở đầu cho cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 giành chính quyền cách mạng trong toàn tỉnh. Cũng từ đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã ký quyết định công nhận ngày 6 tháng 7 hàng năm là ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái. Trải qua 77 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, lực lượng vũ trang tỉnh luôn làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng, gắn phát triển kinh tế với tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh và thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Nhân kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã có cuộc trao đổi với Đại tá Đặng Quốc Đồng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về những kết quả nổi bật cũng như phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước tiên xin cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa đồng chí, xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật của lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái trong suốt chặng đường 77 năm qua, đặc biệt là trong 5 năm gần đây ạ. Trong 77 năm qua thì dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có những cái bước phát triển vượt bậc, đã xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, rộng khắp về mọi mặt và đã tích cực, chủ động phối hợp với các ban sở ngành của địa phương để làm tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh trên địa bàn và đã chủ động trong huấn luyện, trong sẵn sàng chiến đấu, trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Những năm gần đây thì trên địa bàn tỉnh cũng thường xuyên xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, làm thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân. Thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động, chủ trì, làm tham mưu để triển khai các lực lượng để tham gia khắc phục hậu quả, giúp nhân dân ổn định cuộc sống. Thế và những năm gần đây
Thì đặc biệt là trong 2 năm vừa rồi thì cái tình hình dịch bệnh COVID xảy ra trên địa bàn của cả nước thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã chủ trì làm tham mưu để tổ chức các cái khu cách ly để đảm bảo cách ly công dân để phòng chống dịch. Thế và tham gia phối hợp với các lực lượng để tham gia các cái chốt kiểm dịch để phòng chống dịch trên địa bàn. Thế và đặc biệt là dưới sự chỉ đạo và thực hiện kế hoạch của Chính phủ, của Bộ Quốc phòng thì đã giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức cách ly công dân từ nước ngoài về nước được 9 đợt với hơn 2.300 công dân. Qua cái cách ly thì được bà con nhân dân trên cả nước và kiều bào đánh giá là công tác phòng chống dịch của địa bàn tỉnh Yên Bái là làm rất tốt. Nhân kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phát động đợt thi đua cao điểm trong toàn lực lượng như thế nào ạ? Trong cái đợt kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức một cái đợt phát động thi đua cao điểm để lập công, giành thành tích, chào mừng cái kỷ niệm 77 năm với cái chủ đề là đoàn kết, sáng tạo, lập công, quyết thắng. Với cái tinh thần đó thì cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, nhân viên chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh đã nỗ lực thi đua, quyết tâm để giành thành tích cao nhất chào mừng cái kỷ niệm ngày truyền thống của lực lượng vũ trang. Đã có nhiều tập thể và cá nhân giành thành tích rất cao trong thực hiện các cái nhiệm vụ được giao. Trước cái tình hình thực tế hiện nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ tập trung vào những cái nhiệm vụ trọng tâm gì trong thời gian tới để xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng chính quy, tinh nhuệ và vững mạnh ạ? Trong những năm tới thì dự báo tình hình thế giới, khu vực trong nước và địa bàn tỉnh thì cũng có nhiều những cái diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Do vậy, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ chủ động phối hợp với các ban sở ngành của địa phương để tiếp tục chủ động làm tham mưu với tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh để triển khai tổ chức thực hiện thắng lợi các cái nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương để giữ vững an ninh chính trị, trật tự trên địa bàn của tỉnh để đảm bảo cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Những nhiệm vụ cụ thể sẽ triển khai trong thời gian tới. Thứ nhất là xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, toàn diện, rộng khắp, tổ chức huấn luyện các đối tượng đúng theo kế hoạch và phấn đấu là sẽ đạt và vượt các cái chỉ tiêu đề ra. Thứ hai là xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ của tỉnh, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng với các cái yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang trong tình hình mới. Thế và sẵn sàng xử lý các cái tình huống phi truyền thống như là thiên tai, bão lũ, dịch bệnh trên địa bàn. Đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay thì lực lượng vũ trang tỉnh sẽ tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần vào cái sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Vâng, xin cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.